Em đỡ đành sao nói ra những lời sẽ cắt thầm, biết là ngày này sẽ đến mà sao anh chẳng thể quan tâm. Nhẫn tâm là em, ngày mai trở về sau năm chung đời, giờ ai đúng hay sai làm chi, chẳng thay đổi sự thật Chúa sống. Em thật sự quá nhẫn tâm, yêu bao đau bây giờ em nói tới mọi người rất là nhiều.